Dạ, nhà vườn Ngọc Trang xin kính chào quý cô chú anh chị ạ. Năm mới em cũng xin chúc cô chú anh chị một năm mới vạn sự như ý và giàu sức khỏe ạ. Nhà vườn của em hôm nay có về một số cây như là mai vàng với lại mai tứ quý, mai chiêu hỷ ạ. Muốn giao lưu cùng với quý anh chị ạ. Nhà vườn của em là ở Tân Hòa, La Dung, Đồng Tháp. Số điện thoại giao lưu là 0939928104 ạ. Số đó cũng là số Zalo luôn ạ. Để không làm mất thời gian em xin vô cây số 1. Cây số 1 là một cây si đài loan ạ. Cây này em đo hạo hạo tổng vành cho quý cô chú anh chị nha. Tổng vành của nó là 42. Tán ngang của nó là 43. Chiều cao là 23. Cây mã số 1 em xin giao lưu giá là 2,7 triệu ạ. Cây này là hàng mini để bàn nha quý cô chú anh chị. Tiếp theo là mã số 2 là một cây sam hương Đài Loan ạ. Hoành của nó là 37. Chiều cao là 30. Ngang mặt bầu là 33. Cốt cành số 1 của nó là 18. Cốt cành rất là lớn nha quý cô chú anh chị. Cái cành gốc của nó là 18 luôn ạ. Cây mã số 2 em xin giao lưu giá là 2,8 triệu ạ. Cây mã số 2 này nó có cái bị sâu đục ở đây nha quý cô chú anh chị. Nhưng mà em có chét keo xử lý rồi, không ảnh hưởng gì tới cây ạ. Cây này kéo hẹo rất là mạnh ạ. Cây mã số 2 em xin giao lưu giá là 2,8 triệu ạ. Tiếp theo là cây mã số 3 là một cây mai chiếu hỷ, da đen lá lớn ạ. Hoành của nó là 43. Chiều cao là 29. Ngang mặt bầu là 31 ạ. Cây mã số 3 em xin giao lưu giá là 5,3 triệu ạ. Tiếp theo là mã số 4 là một cây mai chiếu hỷ gò công lá lớn ạ. Hoành của nó là 37. Chiều cao là 26. Ngang mặt bầu là 28. Cây mã số 4 em xin giao lưu giá là 2,4 triệu ạ. Tiếp theo là cây mã số 5 là một cây mai chiếu hỷ gò công luôn ạ. Hoành của nó là 29. Chiều cao là 23. Ngang mặt bầu là 28. Cây mã số 5 em xin giao lưu giá là 1,6 triệu ạ. Tiếp theo là cây mã số 6 cũng là một cây mai chiếu hỷ gò công luôn ạ. Hoành của nó là 32. Chiều cao là 24. Ngang mặt bầu là 28. Cây mã số 6 em xin giao lưu giá là 2,2 triệu ạ. Nhà vườn của em là ở Tân Hòa, La Dung, Đồng Tháp. Số điện thoại giao lưu là 0939928104 ạ. Sau đó cũng là số Zalo luôn nha quý cô chú anh chị. Tiếp theo là mã số 7 là một cây mai chiếu hỷ gò công luôn ạ.
Hoành của nó là 28. Chiều cao là 26. Ngang mặt bầu là 29. Cây mã số 7 em xin giao lưu giá. Giá là 2,2 triệu luôn ạ. Tiếp theo là mã số 8 là một cây mai chiếu hỷ da đen lá lớn ạ. Hoành của nó là 40. Chiều cao là 25. Ngang mặt bầu là 27. Cây mã số 8 em xin giao lưu giá là 2,5 triệu ạ. Tiếp theo là mã số 9 là một cây mai chiếu hỷ da xanh lá lớn ạ. Cây này nó có mấy cái mặt hẹo nó bo vô rất là mạnh nghe cô chú anh chị. Hoành của nó là 68. Chiều cao là 42. Ngang mặt bầu là 43. Cây mã số 9 em xin giao lưu giá là 3,2 triệu ạ. Tiếp theo là mã số 10 cũng là một cây mai chiếu hỷ da xanh lá lớn luôn ạ. Hoành cũ của nó là 76. Hoành của nó là 36. Chiều cao là 35. Ngang mặt bầu là 42. Cây mã số 10 em xin vô lưu giá là 1,8 triệu ạ. Tiếp theo là mã số 11 là một cây phôi mai vàng ạ. Hoành của nó là 32 ạ. Chiều cao là 73. Ngang mặt bầu là 39. Tụi trên đã để sổ. Để sổ của nó là 25 ạ. Cây mã số 11 em xin giao lưu giá là 2,4 triệu ạ. Nhà vườn em bao ship nha quý cô chú anh chị. Tiếp theo là mã số 12 là một cây mai vàng luôn ạ. Cây mai này nó làm lưu nên cái đế của nó rất là quái nha quý cô chú anh chị. Hoành của nó là 29 ạ. Chiều cao là 82. Ngang mặt bầu là 52 ạ. Mã số 12 em xin giao lưu giá là 2,8 triệu ạ. Nhà vườn em bao sống bao ship nha quý của chú anh chị. Đang đâm chồi rất mạnh. Cây này đang đâm chồi rất là mạnh ạ. Oh.
theo là mã số 13 cũng là một cây mai vàng luôn ạ. Hoành của nó là 36. Củ đế đặc của nó là 83. Chiều cao là 126. Ngang mặt bầu là 49 ạ. Cây mã số 13 em xin giao lưu giá là 5,2 triệu ạ. Cây này mình có thể chim nó đứng lên nha quý cô chú anh chị, tại em để bàn quay nên nó bị hơi nghiêng ạ. Tiếp theo là mã số 14 là một cây mai tứ quý tàn dù ạ. Cây này mình về mình có thể ghép mai vàng và mai giảo vô đều được nha quý cô chú anh chị. Hoành của nó là 43, chiều cao của nó khoảng 1m4 nghe quý cô chú anh chị. Ngang mặt bầu của nó là 56 ạ. Cây mã số 14 em xin giao lưu giá là 6,5 triệu ạ. Cây này ở ngoài nhìn xác khá là lớn nha quý cô chú anh chị, khá là nặng cây ạ. Cây này về mình ghép là ok luôn á, khá là nặng cây. Tiếp theo là mã số 15 là một cây khế găng ạ. Hoành của nó là 50 ạ. Hoành đế của nó là 110. Chiều cao là 42. Ngang mặt bầu là 50. Cái cạnh số 1 của nó là 27. Cây này nó có điểm yếu là nó có thẹo nghe quý cô chú anh chị, thẹo khế thì mình không có sợ. Cây mã số 15 em xin giao lưu giá là 8,5 triệu ạ. Có những cộng gỡ áp nó gần liền rồi. Cái này nó có những cộng gỡ áp nó gần liền rồi nghe quý cô chú anh chị. Cây mã số 15 em xin giao lưu giá là 8,5 triệu ạ. Nhà vườn em bao sóng bao ship ạ. Tiếp theo là mã số 16 là một cây mai chiếu hỷ da đen lá lớn ạ. Cây này ở ngoài nhìn rất là khủng nha quý cô chú anh chị. Cây khá là lớn cây ạ. Hoành của nó là 63 ạ. Tổng cái cũ của nó là 124.
Chiều cao của nó là 138 ạ. Do cây này khá là lớn cho nên em không có để lên bàn quay được. Chiều ngang mặt bầu của nó là 63 ạ. Cây mã số 16 em xin giao lưu giá là 8,4 triệu ạ. Có những cái thẹo là cây kiển cổ em rút chân cành lại. Cây này có những cái thẹo là cây kiển cổ em rút chân cành lại nghe quý cô chú anh chị. Thẹo em mới. Thẹo em mới vừa xử lý ạ. Cây này em bao ship toàn quốc nha quý cô chú anh chị. Cây này rất là lớn ạ. Cây mã số 16 em xin giao lưu giá là 8,4 triệu ạ. Nhà vườn em bao sóng bao ship luôn ạ. Nhà vườn của em là ở Tân Hòa, Lai Dung, Đồng Tháp. Số điện thoại giao lưu là 0939928104 ạ. Số đó cũng là số Zalo luôn ạ. Tiếp theo là mã số 17 là một cây mai vàng ạ. Cây này có dáng bay rất là đẹp ạ. Cây này cây bonsai. Chiều cao của nó là 96 ạ. Hoành của nó là 51. Tay của nó là 90 ạ. Cây mã số 17 em xin giao lưu giá là 24,5 triệu ạ. Cây này em xin bao ship 200 km nha quý cô chú anh chị. Cây này khá là khủng ạ. Ngang cọng rễ của nó là 12 ạ. Xong cây mai vàng này em lên hai cây mai thành phẩm nữa nghe quý cô chú anh chị. Cây nó đang rất mạnh, nó đang cho hoa. Cây này nó đang ra rất là mạnh ạ, nó đang cho hoa nè. Cây mã số 17 em xin giao lưu giá là 24,5 triệu ạ. Ngang mặt bầu của nó là 65 ạ. Cái cành ba với cành chụp xong. Cành bay của nó là 31. Cành giật của nó là 34 ạ. Cây này rất là nghệ thuật nghe quý cô chú. Nó có cái dáng bay rất là đẹp ạ. Cây mã số 17 em xin giao lưu giá là 24,5 triệu ạ. Em lên hai cây mai thành phẩm nữa nha quý cô chú anh chị.
tiếp theo là mã số 18 là một cây mai tứ quý ghép giảo phú tăng nha quý cô chú anh chị. Hoành của nó là 40. Củ đặc của nó là 88. Ngang mặt chậu của nó là 87 ạ. Tán ngang của nó là 1,5 m, cao cũng 1,5 m luôn nghe quý cô chú anh chị. Đế là đặt 4 mặt hết luôn ạ. Cây mã số 18 em xin giao lưu giá. Dạ 13.500.000 ạ. Mới chân Tết xong em cuộn tàn lại nên mặt bông nó hơi ít. Cây này em mới chân Tết không nên em phui tàn lại nên mặt bông nó hơi ít ạ. Cây này em bao ship 200 km thôi nha quý cô chú anh chị. Cây mã số 18 em xin giao lưu giá là 13.500.000 ạ. Cái mặt bông của nó rất là đẹp ạ. Cây này em mới phun tàn lại nên bông nó hơi ít. Cây này em ghép được 2 mùa rồi nghe quý cô chú anh chị. Đế của nó rất là đẹp. Cây mã số 18 em xin giao lưu giá là 13.500.000 ạ. Nhà vườn em bao ship 200 km thôi nha quý cô chú anh chị. Tại vì cây này nó khá là to. Tiếp theo là mã số 19 là một cây mai vàng ạ. Cây này em vừa chân Tết xong em cuộn tàn lại cho nên cho đừng bị suy cây nghe quý cô chú anh chị. Hôm Tết nó ra bông rất là nhiều, rất là đẹp ạ. Chiều cao của nó khoảng 1,8 m ạ. Hoành của nó là 34. Hoành xét của rễ. Hoành xét của rễ của nó là 49 ạ. Hoành ngay chỗ này của nó là 32 ạ. Tổng cái củ đặc của nó là 77 ạ. Cây này có dáng thú rất là đẹp nha quý cô chú anh chị. Chân cành cổ luôn. Cây này có chân cành cổ luôn ạ. Đo 1-2 khúc cành. Khúc cành số 1 của nó là 17 ạ. Cành ngay chỗ này là 14 ạ. Có cành lên vú bò. Lên vú bò. Cây này cốt cành lên vú bò hết rồi nha quý cô chú anh chị. Cây mã số 19. Cây này cũng là cây cuối clip của ngày hôm nay nha quý cô chú anh chị. Tán ngang của nó tầm 1,8 m ạ. Cây cây này em xếp chậu luôn nha quý cô chú anh chị. Cây mã số 19 em xin giao lưu giá là 26.000.000 ạ. Cây này em bao ship 200 km thôi nha quý cô chú anh chị. Phơm tàn của nó rất là tròn nha quý cô chú anh chị. Tại em cuôn lại nên
cành nó hơi thớt một xíu. Này, cái vàng đế nó còn nằm ở dưới nghe quý cô chú anh chị. Cây mã số 19, em xin giao lưu giá là 26 triệu ạ. Tết bông chùm chùm nha. Cây này tết bông là rất là đẹp nha quý cô chú anh chị, bông chùm chùm luôn á. Mặt bông của nó rất là đẹp ạ. Mâm liên hệ Zalo em gửi hình. Mấy cô chú anh chị có cần mặt bông á thì liên hệ Zalo em, có gì em gửi hình qua cho quý cô chú anh chị xem nha. Cây cốt cành là sạch sẽ nha, không hẻo dít gì hết. Cây này cốt cành sạch sẽ không hẻo dít gì hết ạ. Vậy cái mặt hàng ngay rễ này lúc sau chỉ có cái thẹo ngay rễ này thôi nghe quý cô chú anh chị. Đang kéo hẹo rất mạnh luôn. Nó đang kéo hẹo rất là mạnh luôn ạ. Hẹo rễ nó kéo rất là mau liền á. Cái này hẹo rễ của nó kéo rất là mau liền ạ. Cây này đang nằm chậu lọt lòng 80 nghe quý cô chú anh chị. Dạ. Cuối clip em cũng xin kính chào toàn thể quý anh chị đã xem kênh và ủng hộ em trong suốt thời gian qua. Mong quý cô chú anh chị ủng hộ em clip đầu năm nha quý cô chú anh chị. Dạ em xin chào và hẹn gặp lại ạ.